Sau khi dọn phòng xong và sắp xếp đồ đạc xong thì nói chung á là cũng ham biển quá cả nhà. Hồi nhỏ tới lớn giờ chưa có được thấy biển lần nào á, nên cũng tranh thủ cả nhà ra chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. Khúc này á là đang chỉ cho Bảo Châu biết sống biển đó cả nhà. Còn đây là gia đình của Bảo Châu nè, cũng tranh thủ in vài dấu chân lên cát để biết mình đã đến đây chơi. Còn đây là mình, tự sướng cùng sống biển nha. Đây con cá nóc no kìa, con cá nóc no bị chản lắm nè. Con xuống con gà đó nha. Thấy không, con cá nóc no nè. Mẹ hồi xích dép đi rồi mẹ. Dép. Nó cắn hả? Không phải xích ra, nó cắn. Cá đó là cá gì chú? Bạch thanh, cá kình. Có con cá nóc no chản luôn nè. Cái gai nó nó độc. Cái gai. Ăn được mà gan động. Hai thứ rồi, dưới kia có một con gì khác cho nó khỏe hơn á. Mà cặp mé vậy mà cũng có cá nữa. Dính nước rồi. Sống nó dạt vô. Khúc này á là gặp một cái chú nông dân. Ủa? Lộn, chú ngư dân chứ. À, chú mới đánh được một mẻ lưới quá chừng cá luôn. Cá này làm gì ăn? Bỏ, bánh bỏ, bánh bỏ. À, vậy là cỡ này là lớn chưa? Lớn nữa là cái này nhỏ. Điên con gì anh? Giờ đi lên. Có con cua đâu vậy, bắt con cua cho con. Trời ơi, đi tắm biển mà sợ dơ. Nè nè nè, kìa cá gì kìa. À đó, đó đó, con cá nóc no đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nó giống đi băng quá ta. Thấy chưa? Cá nó giống đi băng nha. Cá nóc no. Đó đó đó. Đó rồi. Yeah yeah yeah. Vô duyên thiệt luôn. Ừ. Tay bành, tay bành. Ừ. Cắn không? Ừ, ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ cũng đói bụng lắm rồi. Nhà Bảo Châu đi ăn trưa nha. Chào tạm biệt cả nhà.